ILA hân hạnh tài trợ chương trình này. Quý vị và các bạn thân mến, nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy việc làm quen và tiếp xúc với tiếng Anh ngay từ khi còn nhỏ không chỉ khiến cho các em trở nên mạnh dạn, tự tin hơn trong cuộc sống mà còn tạo nền tảng vững chắc cho quá trình học tập của các em sau này. Nhưng nói như thế thì không có nghĩa là các bậc cha mẹ bắt buộc con em mình phải học tiếng Anh mọi lúc, mọi nơi mà không có một thời gian biểu khoa học hoặc là phương pháp học tập thích hợp. Vậy thì làm thế nào để học tiếng Anh hiệu quả? Đó chính là câu hỏi chung dành cho những ai yêu mến và quan tâm đến việc học tiếng Anh. Và đối với lứa tuổi thiếu nhi thì điều này lại càng trở nên đặc biệt quan trọng. Chính vì thế, trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những phương pháp giảng dạy cũng như học tập tiếng Anh hiệu quả dành cho các em thiếu nhi để các bậc phụ huynh có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này. Chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị ông Tony Williams, Tổng Giám đốc của Viện Ngôn ngữ Quốc tế ILA Việt Nam. Và trước khi trò chuyện với ông Tony Williams, xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. Tôi là phụ huynh của cháu Ngô Cẩm Tú. Thì hiện nay cháu đã đi học tiếng Anh ở được 2 năm rồi. Và mục tiêu của tôi là khi cho cháu học sớm tiếng Anh như vậy là để cháu làm quen với ngôn ngữ và làm quen được với cái môi trường học tập có nhiều cái tiếp xúc tiếng Anh. Và cái quan trọng nữa đó là giúp cho cháu phát âm chuẩn đúng với tiếng bản ngữ. Ngoài cái chuyện học tiếng Anh ở các trung tâm ngoại ngữ thì ngoài ra tôi cũng mong muốn rằng là trên truyền hình làm sao mà có nhiều thêm những cái kênh đào tạo hoặc là hướng dẫn học tiếng Anh, đặc biệt là cho các cháu, cho nó hấp dẫn và giúp cho các cháu tiến bộ phát âm đúng và mạnh dạn trong cái học tập. Mục tiêu là giúp cho các cháu tự tin để phát triển công việc rồi cách giao tiếp sau này. Theo quan điểm của tôi thì cái độ tuổi học tiếng Anh tốt nhất đối với trẻ con là khoảng từ 5 đến 6 tuổi. Bởi vì lúc đó trẻ em sẽ học theo cái bản năng. Thì chúng ta nên chọn những cái trường có chất lượng tốt. Ngoài ra chúng ta cũng cần cho trẻ con theo xem những chương trình TV hoặc là tham gia những cái chương trình vui chơi mà bằng tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh, thì lúc đó nó trẻ sẽ học rất là tốt và tiến bộ nhanh hơn. Theo tôi nghĩ cái độ tuổi mà các em học tiếng Anh từ 4 đến 6 tuổi là một cái độ tuổi hợp lý nhất. Bởi vì ở cái độ tuổi này đó thì các em học ngoại ngữ theo bản năng. Chính vì vậy mà tôi mong rằng là ngoài cái chương trình học ngoại ngữ ở trung tâm ra thì trên báo đài cũng như là trong các chương trình TV cũng có các chương trình học ngoại ngữ bằng game show để cho các em vui thích và để cho các em tập làm quen với việc trau dồi ngoại ngữ, và từ đó thì các em có thể dạn dĩ trong việc phát âm chuẩn và có thể là học sẽ lâu dài về sau. Vâng, đoạn video clip vừa rồi là ý kiến của các bậc phụ huynh. Thế còn ý kiến của ông Tony thì như thế nào? Hay nói một cách cụ thể hơn thì các em thiếu nhi sẽ có những điều kiện thuận lợi gì khi làm quen với tiếng Anh từ bé và quá trình học từ khi còn nhỏ? Như thế thì sẽ đem lại những lợi ích ra sao cho các em trong những giai đoạn học tập sau này? Theo kinh nghiệm cá nhân tôi đã quan sát trẻ em học tiếng Anh từ 2 tuổi, một vài trường hợp còn nhỏ hơn thế, và tôi luôn thấy kết quả tích cực khi trẻ em học tiếng Anh sớm. Tôi tin rằng trẻ em nên học tiếng Anh càng sớm càng tốt. Dĩ nhiên cũng phải tùy vào thời khóa biểu học tập của chúng. Để đảm bảo chúng không bị quá tải, chương trình học phải được thiết kế phù hợp. Và chúng ta có thể thấy là nhu cầu học tiếng Anh của các em thiếu nhi hiện nay rất là lớn. Thế nhưng mà điều quan trọng nhất vẫn là tìm ra một phương pháp học tập hiệu quả dành cho các em. Bởi vì khác với người lớn, các em vẫn còn khá ham chơi và hiếu động. Vậy thì với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy, ông có thể chia sẻ những phương pháp học tập tiếng Anh thiếu nhi hiệu quả. Trước hết, câu trả lời là đúng. Trẻ con học tiếng Anh cũng như học bất kỳ điều gì khác đều rất khác biệt với người lớn. Không chỉ trẻ con, nếu chúng ta chia nhóm theo độ tuổi cũng sẽ thấy sự khác biệt về cách học giữa nhóm trẻ em nhỏ, nhóm lớn hơn và lớn hơn nữa. Tại ELA, chúng tôi luôn phải tuyển chọn những giáo viên dạy cho trẻ em với điều kiện họ đạt tiêu chuẩn về phương pháp dạy trẻ em của các trường đại học Cambridge. Chúng tôi cũng có dạy những chương trình này vì ELA cũng là trung tâm đào tạo giáo viên.
Về chương trình dạy, chúng tôi tập trung dạy cho trẻ em các bài hát, các trò chơi, các hoạt động tương tác tại lớp. Nghĩa là trẻ em sẽ luôn học một cái gì đó thật năng động, linh hoạt và không ngồi yên, viết và đọc theo. Chúng luôn bận rộn và thích thú với những hoạt động trên lớp mà thật ra đó là những bài học tiếng Anh. Chúng tôi tổ chức những hoạt động ngắn, mỗi phần chỉ khoảng vài phút với nhiều phần khác nhau trong giờ học để đảm bảo lớp học không bị nhàm chán. Khi nhóm học sinh lớn hơn, khi chúng bắt đầu học đọc, viết tiếng Việt, cũng là lúc chúng tôi dạy đọc, viết tiếng Anh. Khi chúng lớn hơn nữa và ở vào độ tuổi thiếu niên hoặc thanh niên, cũng là lúc việc học trở nên nghiêm túc hơn và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp hoặc đại học. Chúng tôi phải thay đổi phương pháp giảng dạy tương ứng với những giáo trình nghiêm khắc hơn cho những người vị thành niên, đồng thời tạo môi trường học tập phù hợp và nghiêm túc sao cho phù hợp với độ tuổi và nhu cầu của họ. Vậy trên cơ bản chúng tôi thay đổi phương pháp giảng dạy tùy theo nhu cầu của học viên. Đó chính là những điều cần lưu ý về phương pháp học. Thế còn vấn đề thiết kế chương trình giảng dạy thì sao? Và chương trình giảng dạy Anh văn dành cho thiếu nhi có những khác biệt gì so với chương trình dành cho người lớn? Câu hỏi lớn đây. Có nhiều khác biệt giữa chương trình giảng dạy cho người lớn và trẻ em. Nhưng chúng ta hãy lấy ví dụ từ nội dung giảng dạy. Chủ đề, từ vựng, cấu trúc câu văn sẽ phù hợp với nhu cầu của trẻ, những gì chúng cần học ở lứa tuổi của mình, cũng như giáo trình dạy người lớn sẽ tập trung vào chủ đề, từ vựng, cách viết phù hợp với nhu cầu của người lớn. Vì vậy, chủ đề và từ vựng sẽ xoay quanh những vấn đề mà người học tùy độ tuổi cần học, cần sử dụng và nói. Đó là những gì cốt lõi chúng tôi dựa vào để xây dựng chương trình dạy. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi đoạn video clip sau đây. Qua nhiều nghiên cứu, các nhà tâm lý học cũng như giáo dục học đều có chung nhận định, trẻ em được làm quen tiếp xúc tiếng Anh càng sớm thì các em càng dễ dàng hình thành những kỹ năng nghe, nói hiệu quả. Chính vì thế, dự thảo Chiến lược Phát triển Giáo dục nước ta từ 2008 đến 2020 cũng đã xác định tiếng Anh sẽ là một môn học bắt buộc ở bậc tiểu học. Tuy nhiên, vấn đề đặc điểm tâm lý trẻ em giai đoạn này cũng là một thách thức khá lớn, bởi các em nhỏ tuổi vẫn thường ham chơi, hiếu động hoặc học tập theo cảm xúc của mình. Trên cơ sở đó, để đảm bảo mục tiêu nhanh chóng đạt được những thành quả nhất định, đòi hỏi đội ngũ giảng viên ngoài trình độ chuyên môn cũng cần phải có niềm yêu trẻ cũng như những hiểu biết cơ bản về tâm lý, các kỹ năng cần thiết để áp dụng hướng tiếp cận gần gũi, đơn giản và phương pháp dạy học phù hợp với các em. Thưa ông Tony, công tác giảng dạy tiếng Anh cho trẻ em không chỉ đơn thuần dựa vào nhà trường hoặc là đội ngũ giáo viên mà còn có sự đóng góp rất lớn từ các bậc phụ huynh. Vậy thì theo ông, những bậc cha mẹ nên chú ý những điều gì để có thể kết hợp tốt nhất với các thầy cô giáo trong việc nâng cao vốn tiếng Anh cho các em? Thank you for saying that. Cảm ơn cô đã nói những điều này. Những học sinh xuất sắc của chúng tôi là những em nhận được nhiều sự hỗ trợ nhất từ cha mẹ trong việc học và thực hành tiếng Anh. Trước hết là phụ huynh sẽ cùng con em mình làm bài tập, đảm bảo chúng hiểu bài tập, và phụ huynh cùng thực hành với trẻ những điều chúng đã học ở trường. Và trên hết, phụ huynh có thể giúp con mình bằng việc hỗ trợ chúng tự học thêm, chẳng hạn cùng chúng xem phim hoặc hoạt hình bằng tiếng Anh, tùy độ tuổi của trẻ. Mua sách truyện tranh bằng tiếng Anh, khuyến khích chúng đọc hiểu quyển sách đó. Có thể giúp trẻ thông qua việc viết nhật ký bằng tiếng Anh về những việc hàng ngày, những ước mơ tương lai. Có rất nhiều hình thức khác như nghe nhạc hoặc Internet. Tuy nhiên, điều cơ bản chính là tạo điều kiện cho trẻ học tiếng Anh ngoài không gian lớp học. Với vai trò là trung tâm đào tạo văn hóa ngôn ngữ, thì Viện Ngôn ngữ Quốc tế ILA Việt Nam đã có những phương pháp giảng dạy như thế nào để đáp ứng nhu cầu học Anh văn cũng như là hình thành sự yêu thích của các em thiếu nhi? Thật ra, đây là câu hỏi lớn nhưng chúng tôi sẽ cố gắng trình bày đơn giản. Như đã nói, chúng tôi sử dụng những phương pháp và cách giảng dạy và giáo trình rất riêng biệt để giảng dạy tùy theo nhóm tuổi. Và tùy theo nhu cầu của nhóm tuổi đó, chúng tôi sẽ soạn riêng chương trình học, nội dung cho nhóm đó. Chẳng hạn cho lứa tuổi trẻ em lớn, thiếu niên, các em có thể đang chuẩn bị cho những kỳ tốt nghiệp và có thể chuẩn bị đi du học hoặc đang chuẩn bị lấy bằng IELTS hoặc TOEFL. Chúng là những học viên rất nghiêm túc và chăm chỉ học tập, vì vậy giáo trình học cũng phải rất nghiêm túc. Trong khi những trẻ nhỏ hơn thì chúng tôi giúp chúng cảm thấy vui nhộn, hoạt náo.